Rồi 30 độ bên trái, còn đường này đường là hàng Thái Nguyên nè. Hồi xưa nó là đường 41. Con đường này là đường Minh Phụng. Con đường này hồi đó lúc mà mới mở ra được gọi là Sánh Mạ Lù. Hồi xưa ở đây là cái bến xe nè bà con, à, ngay khúc này nè, ngay dấu cái cây gõ này là đó là bến xe bà con. Ở đây tập trung người ta ăn xin nhiều lắm. Con đường 32 nè, hồi xưa là đường Trần Quốc Toản đó, ngay cái cây gõ này hồi xưa là bến xe Lục Tỉnh, xe đò Lục Tỉnh nào cũng phải đi ngang qua cây gõ này. Có cái tượng đài Lê Lợi đây. Ồ, chuyện lạ nè, bên đây bây giờ là đó mà con bác thấy không, không có người ăn xin nè, không người vô gia cư luôn đó. Ghê vậy ta. Ồ, hôm nay Sài Gòn không có người vô gia cư đâu rồi đó, không có người ăn xin. À, chờ cây gõ về đêm đây. Không có nè, trời ơi, đó, người cha dắt con đó, cầm tay nón nè, không có tập trung nữa mà đi ra mấy cái quán ăn đi, chứ không có tập trung nữa. Đó, bà con bác thấy không, cảnh đời khổ rồi đó, hai cha con cầm nón đi xin tiền. Ba mẹ còn cũng đang suy nghĩ tại sao mà người cha cũng còn trong độ tuổi lao động, cũng còn sức khỏe vậy. Thay vì dẫn đứa nhỏ đi xin tiền, thì sao mình không đi làm lao động đi ta. À, mình đi lao động thì mình cũng dư sức tiền để mình nuôi được nó rồi ta. Và đó đây là cây gõ nè. Ô, bánh mì ca thô giờ giờ về đây hả ta. À, đây là cây gõ nè, bên tay trái này là nhà sách cây gõ, hồi xưa là rạp cây gõ. Có chợ Minh Phụng nè, chợ Minh Phụng này trước năm 75 dân đây ta gọi là chợ Bình Tiên mà con, chứ không phải chợ Minh Phụng đâu. Chợ Minh Phụng hình như là mới sau này. Rồi trước mặt bà con bác bên đây, bên tay trái là đường Bình Tiên nè. Nêm nước mẹt, bún mực nước. Rồi, cái cầu này là cầu Hậu Giang. Đây, bà con của bác nhìn qua bên tay trái bên kia đường kìa. Đó, bà con của bác nhìn ha. Đó, dưới cầu đó. Quá trời ăn xin không? Bên đây nữa nè. Đó,
Bây giờ bắt đầu người ta tụ lại, bắt đầu người ta chờ cơm đó mọi người. Đây. Hai bên mà bên tay trái bên kia nó nhiều hơn. Ba mày còn nghĩ là chắc do cái tầm mà bên đó người ta đi, người ta đi phát á, người ta đi cái tầm bên đó nhiều hơn. Đây ba mình quay lại ha, cho bà con bác xem. Cơm tấm hòa này đông quá bà con. Đây bà con bác xem này, ngay cái cầu Hậu Giang này, người ăn xin người bán ve chai gì đó bắt đầu người ta ra quá trời, họ ngồi chờ cơm tới đó bà con. Và cuộc sống như thường lệ luôn, cứ đi làm bắt đầu lụm ve chai rồi xong tối nó ra đây, đậu xe trên cầu. Bắt đầu họ chờ cơm ở bên trong đó bà con bác nhớ đừng có đi bộ nha bà con. Xin thưa bà con cô bác, ở bên trong ba mươi cầu thấy miền Raymond nhiều lắm đó. Lỡ lỡ cái xui xui cái bà con có đặt đó đặt chúng miền Raymond nữa. Đây đó bà con không nằm vô rồi. Quá trời la liền nguyên cái cầu luôn đó bà con, quá thấy ghê không? Ở đây có Hậu Giang Lý nè. Minh Phụng và ba mươi quay đầu lại bún bò phố đá bếp cô Thanh, một thời nổi tiếng bún bò thấu đá mà bây giờ thấu đá giờ nó cũng qua trend rồi bà con. Xin thưa bà con bác, nó nấu sôi sùng sục chứ ăn cũng khó ấy mồ, cho nên là thôi giờ ta ăn tô thường. Có một thời gian ba mươi cầu nhớ cái thấu đá này là nó nổi tiếng nhất là cái phở đó, phở Việt Nam á. Phở Việt Nam là bắt đầu làm cái nguồn từ phở thấu đá đó. Rồi đó là phở thấu đá, sau bắt đầu từ bún bò thấu đá rồi bánh canh cua bánh canh thấu đá để giữ nóng. Nhưng mà giờ qua trên rồi, nóng quá ăn cũng khó. Đây có thánh thức đô thành nè của giáo tâm Nguyễn Ngọc Tương. Bán mấy cái đồ nội thất, ghế sofa, tủ
Ở ngoài đây á, người ta bán được nội thất á, bà con có biết tại sao không? Mấy cái tủ dừa này nó có kích thước sẵn rồi, khi mà chở tới nhà bà con bác lập chở nguyên cái tủ bưng tới luôn, nhiều khi không biết bưng vô nổi hay không nữa, bưng vô lọt hay không nữa. Cho nên giá nó rẻ lắm, tại vì nó sản xuất công nghiệp bà con. Còn mà muốn mua mà cái kiểu mà đi đóng tủ á, thì nó là giá khác, người ta đo đi, người ta đóng tất. Và kinh nghiệm của ba Michael, bà con bác nên kiếm mấy cái thợ gần nhà, đừng có kiếm xa. Kiếm xa thợ nó lười đi lắm, mà sau này bảo hành cũng khó khăn bất tiện lắm. Đó là kinh nghiệm ba Michael đi mấy căn nhà ba Michael làm nội thất này nọ, mà đó ba Michael không biết á, ba Michael đi lên mạng kiếm chỗ rẻ nhưng mà sau này nó thiệt rẻ, có rẻ đó, nhưng mà rẻ hơn cũng bao nhiêu á, mà sau này cái làm xong là cái đứt đường gãy gánh luôn Không có cái kiểu mà bảo hành bảo hiếp cho bà con đâu. Dù rằng là họ nói cũng ngon ngọt lắm bà con, bảo hành 5 năm, 7 năm, 10 năm, nói nhiều lắm, ngon ngọt lắm. Nhưng mà đến khi mà bảo hành cái anh chụp cho em mấy tấm hình, anh chụp cho em mấy tấm hình, rồi chụp tấm hình cho nó xong đã, rồi xong nó im re luôn, im luôn. Rồi xong nó kéo này, kéo nọ, kéo kia, mua hàng cũng vậy nữa, mua hàng điện máy cũng vậy đó, xin thưa bà con bác. Bà con bác đi mua rồi mới thấy mấy người mà chơi liều mà mua hàng nội địa Nhật qua mấy người thấy liều lắm, nó hên xui thôi mà có hàng đó bên đó nó phải có vấn đề gì đó rồi nó mới thải ra về đây, dân Việt Nam mình tút lại xong bán. Mình có nhiều người lên YouTube và mấy người coi kênh YouTube đó. Tôi bán, tôi giao hàng ở đâu, ở tên Bắc Giang, Lạng Sơn rồi gì đó, mua hàng Sài Gòn. Ở Bắc Giang, Lạng Sơn mà mua hàng ở Sài Gòn mà con. Mua đi, rồi ba mới rồi mới nói cái cảnh. Đến lúc đó, bảo hành nữa, thợ thì nó biết sửa, lúc đó mới cắn lưỡi luôn. Rồi có nhiều người nói rằng đi xa quá thì bên em sẽ hướng dẫn cách sửa. Rồi bên em sẽ gửi phụ kiện ra. Trời ơi, bà con có bác thấy cực khổ không bà con? Bà con có thấy cực khổ không, gửi phụ kiện ra rồi phải kiếm một cái hàng thợ đó nó sửa nữa đó. Nhưng mà nó có rẻ hơn được miếng nào đâu, mua làm chi trời. Thôi khổ lắm. Cho nên bà con có bác kinh nghiệm của ba mẹ trời đó, cứ mua ở nào mà gần nhà nhất chi biết không, dễ nắm áo đó. Nó gần với lại nó gần, nó cũng chạy qua cũng nó cũng lẹ nữa, nó không có lười. Còn thôi hả, bà con có bác chờ đi, chờ khi nào nó rảnh nó quẩn thì nó làm. Thậm chí nó đi tới một hai lần thôi là xong nó bỏ luôn. Nó không cần giữ khách xa đâu bà con, bây giờ nó thật á. Nó khách mối khách quen gì mà xa quá mất tiện quá, nó thấy nó lỗ hay là nó mệt mỏi cái là thôi nó bỏ luôn. Chửi nó nghe nó cười hề hề. Đó là cái kinh nghiệm của ba mấy cô đi mua sắm rồi mua đồ rồi. Công ty khi mà bán hàng thì uy tín dữ lắm, em công ty đàng hoàng, em công ty đàng hoàng, nhưng mà khi sự cố xảy ra đó, thôi anh được không thôi mai mốt mình chia tay nhau. Dân Việt Nam mình tới 90 triệu người luôn mà, không có anh thì tôi kiếm người khác đó, vậy đó. Rồi đây là mũi tàu Phú Lâm. Con đường này là hồi xưa là con đường quốc lộ số 4 rồi bà con. Bên tay phải này có hủ tiếu Nam Giang Kim Tháp. Kim Tháp này ba mấy con có ăn rồi nè. Nổi tiếng hồi xưa ở quận 10, quận 11 đó bà con. Kim Tháp 4. Bây giờ chỉ còn sót lại có cái Kim Tháp này thôi đó. Ăn cũng ngon lắm. Không biết bà con cô bác nào đã từng ăn hủ tiếu Nam Giang Kim Tháp chưa? Thì đó cái hậu nhân hậu vệ á. Và quẹo đây là vô cư xá Phú Lâm C nè. Ba mày còn qua lố rồi hả? Sáu sĩ
Rồi đây là bến xe miền Tây. Đây, Nguyễn Tất Đường. Xin thưa bà con bác, đây con đường này là xưa là quẹo vô đây là cư xá Phú Lâm C, thuộc huyện Bình Chánh, bây giờ là Bình Tân. Bà con bác có tưởng tượng nơi đây hồi xưa là Bình Chánh không, trung tâm của Bình Chánh luôn nè, ở đây người ta gọi là thị trấn An Lạc. Phú Lâm C. Ra đây hồi xưa là cái nghĩa địa nè bà con. Chúng ta đang đi vào đây là cái khu nghĩa địa nè. Toàn bộ khu vực này nha bà con. Xin thưa bà con bác, toàn bộ khu vực này hồi xưa người ta gọi là an dưỡng địa Phú Lâm, là ở chỗ này đây. Đồng ngông ngông quạnh, bây giờ là nhà cửa bích bùng. Bên tay phải bà mày gọi đây là lò thiêu an dưỡng địa nè. Hồi xưa là bà con bác có tưởng tượng đi, cái lò thiêu an dưỡng địa này nằm giữa cánh đồng luôn. Không, nó không phải nằm giữa cánh đồng mà ba cái cầu ví vậy đó, tại xung quanh toàn đồng trống mà. Lò thiêu, lò thiêu bằng đờ đứt. Ba mày còn nhớ mang máng là hồi xưa là cái lò thiêu là giống như là lò gốm vậy bà con, giống như đun gốm vậy đó. Đẩy cái hòm vô gái, bắt đầu người ta lấy đất sình bùng người ta chét lại rồi bắt đầu người ta đốt đó. Đó là ấn tượng ba mày còn đi cái lò thiêu, là xung quanh là toàn là đất trống không đó, đồng thông mông quạnh. Đó, ở đây nè bà con bác cứ tưởng tượng hồi xưa đây là cái nghĩa địa, hay những địa hồi đó không ai dám vô đây ở đâu. Bằng đêm là sợ lắm ha. Bây giờ bà con bác thấy không, dừng ở quá trời, nhà cửa xây lên đó, về là chỗ cũ rồi. Vậy là ba mươi cầu đi đánh đúng một vòng luôn rồi.